Thưa quý vị và các bạn, xử lý rác thải sinh hoạt và rác thải công nghiệp luôn là vấn đề đối với nhiều tỉnh thành phố. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay thì lượng rác thải hàng ngày là rất lớn và nếu như chúng ta không có những biện pháp và giải pháp hiệu quả thì sẽ gây ô nhiễm môi trường và bức xúc cho người dân. Vâng, và một ví dụ cụ thể đó là vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt tại tỉnh Quảng Ninh hiện chưa thật sự tìm được giải pháp tối ưu và lâu dài. 70% rác thải vẫn trong tình trạng thu gom và chôn lấp theo phương pháp cũ. Và để giải quyết câu chuyện này, một số doanh nghiệp trên địa bàn đã đi tìm hướng mới với mong muốn hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường từ rác. Để hiểu rõ hơn về câu chuyện này ở tỉnh Quảng Ninh, phóng viên VTC14 đã có cuộc trao đổi với ông Lê Quang Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần và Đầu tư Xây dựng Việt Long. Chào ông, cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vừa rồi thì ông đã được Hội Nông dân Việt Nam trao tặng cái danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021. Vậy thì ông có thể chia sẻ những cái tâm huyết của mình trong cái việc làm nông nghiệp sạch và bảo vệ môi trường không ạ? Thực ra thì sau khi nghỉ xong ở nhà nước ấy, thì tôi thấy rằng tất cả các cái kiến thức, cái kinh nghiệm mình tích lũy trong cái thời gian công tác ấy, thì nó cũng chưa, tức là gọi là chưa góp nhiều được cho cái cuộc sống của xã hội hiện tại và cũng như tương lai lâu dài. Đặc biệt là cái khâu môi trường. Làm sao để kéo dài cái tuổi thọ của con người chúng ta ra thì đây là một cái mà tất cả chúng ta đều hướng đến. Thế thì nó liên quan đến hai cái việc. Cái việc thứ nhất là phải xử lý cái môi trường làm sao cho nó tốt, nó xanh, nó sạch. Việc thứ hai nữa là các cái thức ăn vào đối với chúng ta thì nó phải đảm bảo an toàn để nó tránh được bệnh tật. Thế từ hai vấn đề đó thì kết hợp với cái việc là sức khỏe thì sau khi nghỉ thì nó vẫn còn. Cho nên tôi cũng muốn đóng góp một cái phần cho xã hội bằng việc đó. Cho nên ngay sau khi nghỉ thì trước hết là tôi mở một cái doanh nghiệp. Đi làm thì làm theo cái việc mà trước đây tôi quản lý cũng tương đối lâu dài. Đó là công việc xây dựng. Thế nhưng mà tôi thấy là cái môi trường và cái thực phẩm ấy thì rất cần thiết. Cho nên là sau này trong các cái bước đường đi mà xác định cái hướng chủ lực, hướng đi chủ lực và phát triển chủ yếu của công ty thì tôi đi vào hai vấn đề. Thứ nhất là xử lý môi trường và thứ hai là cái sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Trong cái xử lý môi trường ấy thì cho đến nay chúng tôi đã cũng làm được trong vòng độ khoảng gần chục năm nay này. Thì chúng tôi thực chất mà nói thì bước đầu chúng tôi xử lý được cái rác thải sinh hoạt bằng công nghệ đốt. Cho đến nay thì chúng tôi đốt 100% cái rác mà không phân loại mang tới nhà máy. Được biết rằng trước đây là mình đã mất một nhà máy vì cái công nghệ đã không phù hợp. Và vậy tại sao ông có thể là vẫn kiên trì và đam mê trong cái việc là tìm ra những phương án xử lý rác tốt nhất? Cái mong ước của mỗi người khi đi làm một việc bao giờ cũng nghĩ đến thành công. Thế thì nếu chúng ta làm nửa vời thì chắc là không được. Thì tôi nghĩ rằng cái việc xử lý rác của chúng tôi, của tôi, bản thân tôi thì cũng vậy thôi. Tức là nếu mà có vấp ngã thì chúng ta cũng phải biết rằng nó hỏng là hỏng do cái gì. Chúng ta phải phân tích đánh giá nó dựa trên các cái cơ sở khoa học. Để chúng ta đi là nó không tốn cái thời gian. Còn nếu chúng ta mà chỉ có kinh nghiệm không thôi thì tôi nghĩ rằng đôi khi chúng ta không đi được đến đích. Mà cái tất cả các việc làm phải được các cái cơ sở khoa học nó soi đường. Và chúng tôi đang tận dụng những thứ đó mà đến bây giờ chúng tôi thành công. Và chúng tôi nghĩ rằng từ cái thành công này, với cơ sở khoa học như thế này, với cách tư duy như thế này thì chắc chắn rằng tất cả các loại rác khó chúng tôi cũng sẽ giải quyết được. Quay trở lại cái câu chuyện mà khi mà thành phố Hạ Long trong đầu tháng 8 đã gặp sự cố rác thải. Vậy thì ông có thể nói một chút về những cái đóng góp của nhà máy xử lý rác thải Khe Giang trong cái việc xử lý rác thải của Hạ Long trong cái sự cố này không ạ? Tôi nghĩ cái việc này cũng rất là bình thường thôi. Tức là thực ra thì cần phải xử lý cái lượng rác bao nhiêu thì chúng tôi sẽ cố gắng cùng với các cấp chính quyền để giải quyết cái môi trường cho nó sạch đẹp. Tôi nghĩ rằng cái cần của chúng tôi rút kinh nghiệm trong cái việc xử lý này thì cũng chỉ có cái là làm sao để có các cái dự phòng giải quyết tốt cho công việc của mình nhưng mà có thể hỗ trợ trong những điều kiện cần thiết. Thế thì vừa rồi chúng tôi đã làm được việc đó và chính bây giờ chúng tôi đang điều chỉnh để có những cái thứ mà giải quyết cho nó tốt. Thực ra thì ở tỉnh Quảng Ninh bây giờ đang rất là gay cấn về việc xử lý rác. Có những đơn vị bỏ ra rất nhiều tiền, cũng tìm đủ mọi loại công nghệ nhưng mà không xử lý được. Trong góc độ là một doanh nghiệp
thì ông có thể nói những ý kiến của mình về cái việc xử lý rác ở Quảng Ninh nói riêng và trong ở Việt Nam nói chung trong cái việc là xử lý rác hiện nay không ạ? Thứ nhất là người ta muốn làm được một việc gì đó thì nó có đều phải có hai cái điều kiện mà tôi cho rằng là nó rất là cơ bản. Tức là anh có công nghệ và anh phải có tiền. Thế thì bây giờ công nghệ thì cũng phải đặt ra là các cơ quan quản lý nhà nước là bây giờ phải chọn lựa ra ở Việt Nam này làm thích hợp thì nói như thế nào, phải công nhận công nghệ nào thì phải có một cách đánh giá cho nó đúng mức. Chứ bây giờ cứ nhận xét bảo tức là gọi là cái cảm tính ấy, không đi hết mà coi mỗi một nơi để cho mỗi một nơi một cái công nghệ. Ông này thì đốt được một chút, ông kia thì lại chôn được một chút. Thế xong đó rồi thì tức là cứ kệ đấy và không tổng kết đánh giá thì tôi cho đây là Bộ Tài nguyên Môi trường phải có một cái phải tìm ra được một cái công nghệ thích hợp ở trong giai đoạn này xử lý nó như thế nào, mà phải cho từng cái vùng, cho từng địa phương cụ thể, chứ không phải là mang cái chỗ này áp dụng chỗ khác như tôi nói vừa rồi. Tức là không thể mang cái chỗ mà nó đang rất nhiều rác áp dụng cho miền núi. Miền núi người ta thu hoạch người ta thu cả một huyện, một ngày có vài chục cân rác, ông mà xây dựng nhà máy cái gì, đúng không? Hoặc là anh không thể lấy công nghệ miền núi lại áp dụng cho thành phố được, thì bởi vì một ngày nó hàng mấy nghìn tấn, vấn đề nó khác nhau. Cho nên hai là phải có cái người đứng đằng sau người ta, nhà đầu tư rất cần cái người đứng đằng sau cho người ta cấp, cho người ta tiền để mà thực hiện các cái công việc này. Thực ra nếu không có tiền thì chả làm được cái gì cả. Thế nhưng mà cái này mà để cho chủ đầu tư tự đứng lên để đầu tư tư mấy trăm tỷ cho một nhà máy, có chí ít cũng phải hàng trăm tỷ. Tức là chúng ta không nói nghìn tỷ như cái kiểu của các cái nước ngoài, mà chúng ta chỉ nói hàng trăm tỷ thôi, thì vốn của một nhà đầu tư cái cỡ chúng ta là nhà đầu tư nhỏ hoặc là vừa và nhỏ như thế này như chúng tôi ấy, thì không thể có một lúc mà đầu tư nó lớn như thế được. Thế thì phải có cái cơ chế ưu đãi như thế nào đó đối với việc vốn này. Thì có nghĩa là thế này, không để tự cho doanh nghiệp người ta làm việc ngân hàng mà phải có chế độ riêng. Tức là cái chế độ mà nhà nước phải cấp cái quỹ sang bên chỗ, tức là ở cơ quan nào quản lý tôi không biết, nhưng phải có cái vốn dành riêng cho cái việc xử lý rác. Và mỗi một nhà máy mà nếu được công nhận công nghệ đấy thì sẽ được cái vay vốn bao nhiêu ngoài vốn đối ứng của chủ đầu tư, thì tôi nghĩ đấy mới thành công. Còn nếu mà để tự chủ đầu tư để xoay xỏa để đi đủ vốn để đầu tư cho nhà máy thì tôi nghĩ vẫn còn chắp vá và không làm được. Thế thì đấy là những hai cái thứ mà cần nhất. Thứ nhất là công nghệ, thứ hai là vốn, là phải có. Đấy, thì tôi nghĩ là thành công. Một lần nữa thì rất cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Cảm ơn ông.